Hi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình lấy được một mớ đồ từ một người em. Thì có đồ để chế anh em coi tiếp. Thì hôm nay mình có đây là một cái bộ Turbo Z chạy motor này, là motor chưa độ lại nha, motor vẫn còn zin. Thì nó có một cái áo nước nè, áo tản nhiệt nước. Đó. Đây. Ở đây thì có chụp cách đăng luôn, thì full cái bộ Turbo Z luôn nha, lái, servo lái. Đây là cái lỗ mà để nó thổi nước để mà tản nhiệt vô đây nè. Thì mình đã hết mấy cái vỏ rồi, thì làm mấy cái vỏ canô mới không kịp, thì bây giờ mình thử nghiệm cái bộ này trên cái chiếc tàu thái cũ mà bể nát của mình hết rồi, bỏ rất là lâu, giờ mình bắt đầu phùng hóa lại. Đó. Thì viên pin là pin 1001. Thì SC là 480A. À, thì thử cho cái bộ này. Thì chắc xíu mình đổi lại là cái SC chạy một chiều thôi, nó bị hư một chiều, tại vì thằng này chỉ chạy được một chiều thôi chứ lùi lại không được. Thì chắc xài cái loại hư một chiều á, cái loại này vẫn còn. Thì xài nó loại gió này thì nó uổng lắm. Mình sẽ xài cái loại nước. Đây là cái loại tản nhiệt nước nè. Xài loại này thì nó bị hư một kênh này, chạy vô này rất là thích hợp luôn. Rồi ok, bắt đầu chúng ta tiến vào quá trình cải tiến nó lại và gắn thử cái bộ turbo này vào thôi.
thoát nước ra nè. Thì mình sử dụng cái lỗ này cho nó chạy lên ESC để tải nhiệt ESC, xong nó chạy đường này qua motor, tải nhiệt motor rồi mới ra ngoài. Thì hy vọng là cái đường nước này sẽ đủ nước để tải nhiệt cho hai cái món này. Tại vì khi chạy hết á, tại vì nếu mình em chạy bình thường mà không có bộ phụ dét á, có bánh lái đằng sau có chân dịch á, thì cái motor nó sẽ ít nóng và cái ESC nó cũng sẽ ít nóng. Nhưng cái này là bộ phụ dét bộ nén thì nó sẽ nóng motor hơn và nóng ESC hơn, và cái lượng pin nó rút dòng á thì nó cao hơn nữa đó. Thì mình cần phải tản nhiệt liên tục. Còn này là servo lái nè đó, cái bộ này thì servo lái nó nằm liền nguyên bộ luôn. Nó sử dụng con lăn này nè, em thấy con lăn không đó, con lăn. Rồi thì mình sẽ tiến hành sơn lại và đi test thử thôi. Ok ok nha anh em. Giờ thì sau khi gắn cái bộ turbo jet vô chiếc cái vỏ thái này nè, thì mình đã đi đồ điện này kia nọ, làm đường ống nước hết trơn. Thì giờ chúng ta bắt đầu bỏ xuống nước và test thử coi tốc độ và cái quy lực của nó như thế nào nha. Đó, cảm giác vô. Rồi pin hơi nghiêng nhỉ, trong cái bộ này thì nó không có tốc độ, chủ yếu là cái lực của đó đẩy rất là mạnh luôn, lái rất là chuẩn. Cái lực đẩy rất là mạnh luôn.